Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Chúng ta vừa được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2021-2022 được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Hà Nội. Nối tiếp chương trình khai giảng, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt Hội đồng Sư phạm Trường Trung học Cơ sở Tiên Phương xin được gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy, cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh đang ở nhà tham gia theo dõi buổi lễ khai giảng trực tuyến hôm nay. Một lễ khai giảng thật đặc biệt nhưng cũng rất long trọng và ấm cúng. Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các thầy cô và các em học sinh luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới này. Sau đây, tôi xin phép thay mặt ban giám hiệu cùng các thầy cô trong Hội đồng Sư phạm nhà trường có đôi lời phát biểu về truyền thống nhà trường, những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua và một số nhiệm vụ trong năm học mới, năm học 2021-2022. Người trồng cây mong 10 năm hái quả, ta trồng người vì lợi ích trăm năm. Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam, là đóa hoa thơm giữa vườn xuân đất nước. Sóng gió không ngăn thuyền ta lên phía trước, cất lên vinh quang bao lớp lớp xưa đất phật đèn chìm trong tăm tối, tổ quốc sang trang hôm nay tươi nắng hồng nở trang sách mới, đường vinh quang ở phía trước phải bao nhiêu lớp người lòng tiên chung và chi thức cô giáo, các em học sinh yêu quý. Trường Trung học Cơ sở Tiên Phương là một ngôi trường làng với nhiều truyền thống tốt đẹp. Đại đa số các thầy cô là những người có năng lực, nhiệt huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, trình độ chuyên môn rất vững vàng. Nhà trường có hai cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 29 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trên những nẻo đường của tổ quốc, Trường Trung học Cơ sở Tiên Phương là nơi đào tạo ra biết bao thế hệ học trò, nơi có rất nhiều các em đạt học sinh giỏi thành phố, học sinh giỏi cấp huyện. Nơi mà có những em học sinh suy nghĩ còn rất ngây thơ, đã biết nhận ra trách nhiệm của chính mình khi từ chối không vào học trường tốt chất lượng hàng đầu của huyện ngay sau khi hoàn thành xong chương trình tiểu học. Em đã từng tâm sự với tôi, nếu các bạn học xuất sắc đi hết thì ngôi trường làng của chúng em sẽ lấy đâu ra học sinh xuất sắc. Em muốn trở thành học sinh xuất sắc ngay chính tại ngôi trường làng của chúng em, Trường Trung học Cơ sở Tiên Phương, cô ạ. Câu nói của em đã để lại cho các thầy cô biết bao những suy nghĩ, những nỗi niềm day dứt, xen lẫn xúc động và tự hào về các em. Tự hào về những thế hệ học trò đã từng học tập và trưởng thành tại ngôi trường làng. Ra trường, trưởng thành và trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Các em tự hào về nhà trường tự hào về các em. Một tiếng hát hôm nay bay lên khắp bầu trời, cùng ngàn ánh nắng mai chào các thầy các cô. Thưa các thầy cô giáo, các em học sinh yêu quý,
năm học 2020-2021, trường Trung học cơ sở Tiên Phương đã đạt được một số kết quả thật đáng khích lệ như 4 cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô Lê Hoài Lê, cô Nguyễn Thị Hà, cô Nguyễn Kiều Ngọc, cô Nguyễn Thị Quỳnh. Trong đó, một cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi giải 3 cấp huyện đó là cô Nguyễn Kiều Ngọc. 6 cô giáo được xếp loại sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện. 1 cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 6 thầy cô đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện. Học sinh giỏi cấp huyện tổng là 73 em học sinh, trong đó các môn văn hóa là 51 em, thể dục thể thao 6 em, đấu trường toán học VOEDU 16 em, gồm 21 giải, 3 giải nhì, 7 giải ba, 6 giải khuyến khích, 1 giải đồng, 2 giải bạc, 2 giải tiềm năng. Các em học sinh tiêu biểu đạt giải cấp huyện như em Bùi Thị Thùy Dung 8C, giải nhì môn sinh học. Em Nguyễn Đình Tuấn 9C, giải 3 môn khoa học. Em Nguyễn Thị Bích Diệp 8C, giải 3 môn sinh học. Em Nguyễn Phương Chi 6A, giải 3 môn tiếng Anh, vân vân. Các em thi đỗ vào 10, điểm rất xuất sắc như em Nguyễn Mai Trúc 53,65 điểm. Trong đó, tiếng Anh 10 điểm, toán 9 điểm rưỡi, lịch sử 9,65 điểm. Em Nguyễn Hương Ly 50,7 điểm, trong đó tiếng Anh 8,8 điểm, toán 8,75 điểm, lịch sử 9,4 điểm. Em Nguyễn Minh Thúy 50,25 điểm, vân vân. Các em có môn toán đạt điểm 9 điểm rưỡi, 9 điểm như em Vũ Văn Trung, em Nguyễn Thị Hương, em Nguyễn Minh Thúy. Các thành tích khác của nhà trường như tỷ lệ học lực khá giỏi đạt 71,8%, tỷ lệ hạch kiểm khá tốt đạt 99,4%, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế học sinh đạt 99,89%. Bên cạnh những thành tích thật đáng khích lệ, thật đáng tự hào trên đây, trường cũng còn gặp không ít những khó khăn tồn tại về cơ sở vật chất như thiếu phòng để học 1K, thiếu máy tính để cho học sinh lớp 6 học bộ môn tin học trong năm học mới này, thiếu nhiều máy tính, máy chiếu để phục vụ học sinh được học trực tuyến. Kết quả thi đỗ vào lớp 10 tỷ lệ vẫn còn thấp, vẫn còn có một số em học sinh học lực yếu và 2 em học sinh lưu ban ở lại lớp. Thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, các em học sinh yêu quý, năm học cũ đã khép, năm học mới lại đến với muôn vàn khó khăn thử thách mới. Đòi hỏi thầy và trò chúng ta cùng phải luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu để đạt bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới này. Đó là vừa chống dịch giặc COVID-19 đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục, dạy và học. Năm nay, nhà trường thật vui mừng được đón nhận 263 em học sinh lớp 6, với tổng số học sinh toàn trường là 939 em, chia làm 22 lớp học. Trong đó, 8 em học hòa nhập không xếp loại. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 49 đồng chí. Năm học mới với nhiều khó khăn thử thách mới, nhưng tôi tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua. Tôi luôn tin tưởng vào những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, cháy hết mình của đội ngũ các thầy cô giáo, tinh thần tự giác học tập, phấn đấu không ngừng của các em học sinh và những tình cảm chăm lo luôn sát cánh đồng hành bên con của các bậc phụ huynh. Chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, nhiều thắng lợi mới. Các em học sinh yêu quý, các em đang dự khai giảng trực tuyến, mặc dù các em phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, không được đến trường để học trực tiếp, không được trực tiếp gặp thầy cô và bạn bè. Nhưng các em yên tâm vì các em đã có cha mẹ, có các thầy cô giáo và cả toàn xã hội đã và đang luôn ở bên cạnh các em, gửi gắm niềm tin yêu, tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ vô bờ dành hết cho các em. Cô tin là các em ở nhà cũng đang háo hức, đang sẵn sàng bước vào năm học mới với những quyết tâm ngay từ buổi học trực tuyến đầu tiên.
các em đừng bao giờ quên sứ mệnh cao cả của chính bản thân mình. Đó là hãy đóng góp một phần công sức nhỏ bé để tạo dựng nên hình ảnh đẹp cho ngôi trường trung học cơ sở Tiên Phương yêu dấu của chúng ta. Các em là niềm tự hào của cha mẹ, của thầy cô và của nhà trường. Cuối cùng, một lần nữa, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất. Lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể quý vị, quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi. Chúc mừng năm học mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn.